Thằng này ghê người ta. À, cái dáng này nhìn con quen lắm nha. Ai mà quen? Ai đây đó. Theo như em biết là cái này là đầu đường nhà mình nè. Với cái chiều cao như thế này là tầm 1m6 đến 1m7. Theo như cân nặng là tầm 60 đến 70 kg. Hoặc có thể hơn. Trời. Rồi mới biết nhà mình cũng có tháp tử nữa nè. Trời, chỉ có cần tìm gì chứ cứ đưa hết đây em tìm hết cho. Thôi, tập trung vào. Theo như mà tấm ảnh này nha, cái dáng này anh nghĩ giống thằng Cam lắm. Thằng Cam nó hay làm công chúa bong bóng này. Hello mấy cưng. Hôm bữa ấy, nó còn làm tiên nữ Win. Anh nhớ một hôm ấy, nó đi ven với Phú. Nó còn đụng điệu với Phú đòi mua đồ ăn. Trời đất ơi. Sợ lắm. Nhìn này. Một, hai, ba. Trời ơi. Cái gì? Lát mua cho em mấy kem nha. Tí mua cho. Tự nhiên em ăn kem quá. Hả? Tí mua cho 10 cây luôn. Hứa nghe. Hứa thiệt thiệt. Phú ơi. Ai kêu tôi đó? Mua cho mình là có bạn. Tự đi mà mua đi. Hết tiền rồi. Sương sau thế mới giàu, tình nghĩa anh em còn chắc bền lâu. Trời ơi, gì ghê vậy anh Kiên? Anh Kem mình đúng là ghê gớm, tưởng ai hóa là thằng quỷ Kem. Tôi bê đê nhưng mà tôi bê đê trong sạch. Ê khoan nè, Kem nó đâu có tóc đen đâu ta, mà người trong hình tóc đen này. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Ủa với là ai? Cái áo này, chiếc quần này đã từng có tại ngôi nhà chung. Là John. Đúng. Ơ, đây là đồ của John nè chị nè. Trời ơi. Thôi rồi, hôm bữa em bắt gặp hai người đó làm chuyện mờ ám với nhau. Ủa, Su Su hay Phú đâu không? Như đã thấy Phú đi về phòng sao á. Ôi vậy hả? Ủa? Vậy Su đi kêu Phú giùm ra được không? Đang bận tay này không có đi được. Ok. Anh Phú ơi. Anh Phú. Thêm lần nữa đi anh Phú ơi. Ôi, nó ra giờ làm sao? Có sao đâu, có làm gì đâu. Ôi, Na nó qua là quả tấm mày. Na nó không có qua đâu, mày yên tâm đi. Chưa. Chắc rồi, đóng cửa chắc rồi mà. Hai người đang làm gì vậy? Trời ơi bà ơi. Hai người đang làm cái gì vậy? Su ơi, mọi chuyện không nhân nghĩa đâu Su. Em không ngờ hai người lại một người như vậy. Đi nè. Không phải tin được, em đi mét chị Na nè. Tới công chuyện nữa. Su ơi Su, em tự đi làm. Em đi mét chị Na nè. Trời ơi, tôi khổ quá trời ơi. Rồi sao giờ mới nói? Em quên, em sốc quá, em quên. Ủa? Mà anh nghĩ nhá, đây cũng không phải làm tròn đâu. Mấy hôm nay lên phòng nó chơi, anh thấy nó tập luyện, chuẩn bị cho giải mùa tới mà. Anh không tin em hả? Tin tin là được. Thôi, bây giờ chỉ còn cách á, lấy lên lấy điện thoại của thằng Phú. Chắc chắn là ở trong điện thoại của nó sẽ có hình của người này. Đúng. 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 Đi. Go to sleep.
gần thì vô đi. Vô đi. Sao lại lén? Chú Linh vào đi. À, phòng này ăn con trai mà, anh vô đi. Trời đất ơi. Tổng số rồi nha. What the hell? Sai rồi, trí nhớ có tốt hơn gì bà. Hả? À, anh nghĩ là bố chú không? Điên hả? Điên xinh Phú. Tốt nhờ. Theo như em nghĩ thì anh Phú chắc chắn sẽ để những thứ liên quan mà anh Phú. Hả? Làm lại xin của anh đi nha. Để em thử. That's the wrong number. Ủa, không phải luôn. Cái cao bé. Sao? Ừ, hôm qua anh đi rồi. Đi lên đó đi. Tìm nó mà trơn được. Theo như kinh nghiệm xem Conan bao nhiêu lâu, mình còn một nơi mình chưa tìm. Ra đâu? Thùng rác. Ê, mọi người, ra xuống. Có gì thật đấy? Ra xem. Cái gì á? Không biết nữa, thùng rác lại xem. Có chữ này đúng không? Ờ, có chữ này. Voi. Voi. Ủa hai đứa. Cái gì vậy má? Tại chung quanh phòng mình xem có cái chữ con voi không? Trời ơi là trời. Đừng có anh ơi. Thằng điên hả? Có khi nào cái này là chữ số La Mã không ta? Chữ P mà ở đằng sau chữ P có dấu chấm thì chắc là chữ P này là viết tắt chữ phòng. Phòng hả? Ừ. Phòng voi. Phòng voi. À, là phòng lớn nhất của Gaming House này. What the f- là phòng game. Đúng. Anh bị làm sao đấy? Theo em nghĩ đây chắc chắn là chữ B chấm 501. Ờ đúng rồi. Qua chụp chặt. Ờ đúng rồi.
Hay quá Su ơi. Bây giờ á, đi, đi bắt Giang Phú. Dám gian díu với đứa nào ở trong cái nhà này. Đi. Cái gì vậy? Cái gì? Sao anh dám? Anh dám heo cho anh mà anh cấm sừng em, anh bỏ em hả? Không có. Không có cái gì hả? Cái gì? Cái này là địa điểm tụ tập của tụi anh hàng ngày lên Cabo để tương tác với fan mà. Không biết ha. Trời, em không biết luôn ha em. Đứa nào đồ ác vậy? Hả? Nè nè, hai người này nói lên tin nè. Cứ suy diễn luôn tụi nó mắt. Ủa? Na cho anh xem hình mà hai người gì? Hai người này em không biết, hai người này. Tôi không có cần biết gì hết trơn á. Nani? Trời. Vậy là không có tiểu tang các bạn ạ. Và bây giờ clip của Heavy xin kết thúc tại đây. Nếu mọi người thấy clip này hay, nhớ để lại cho Heavy một like và chia sẻ. Ai chưa đăng ký thì nhớ nhấn đăng ký nha. Và đừng quên là đăng ký luôn kênh Heavy Free Fire, cũng như là kênh của tất cả những thành viên trong Heavy nữa. Và đừng quên là hãy mau mau tham gia ngôi nhà chung dành cho fan cứng của Heavy trên Gapo nha. Tình yêu như dĩa thịt gà, người trẻ háo hức, người già chơi dai, nhấn nút like rồi tiếp tục ra.